Chào mọi người. Đây. 27. Là thành 53 ngày. 53 ngày. 5 lá. Giờ với gần lay hơn cả màu đỏ, màu vàng. Đấy. Phát triển này khá là đều. Đấy. Thời điểm này không biết là mọi người trồng thì khoảng được mấy lá rồi. Nó ở đây thì chỗ chốt màu đỏ chỉ có bên kia một ít màu vàng. Đấy. Với lion thì gần như là cố hữu là cần phải căng lưới. Đấy, mỗi ô khoảng một cây. Đấy, nó đỡ vì cây mọi người có thể thấy này. Đó. Nếu không căng lưới nó rất là dễ bị đổ, nó cứ lòng lẻo mà. Đấy. Trong thời điểm này thì chăm sóc thì đang bón một ít Navica ở dưới, tưới nước đủ ẩm bởi vì tầm này đang nắng mà lại hanh nữa. Đấy. Nắng đi kèm với hanh, tưới đủ nước để nên bắt đầu nhoi lên lá thứ năm này. Đợt vừa trước thì nó nắng ấm, bây giờ thì nắng nhưng mà lạnh. Thời điểm này có xe xe khoảng 20-21 độ. Tầm như này đến cuối năm thì đẹp này, nó cái rét rét như này là khả này là nó chuẩn bị làm đồng một phát là mà nó này rét rét lành lành xe xe vừa như này là khá là ổn. Nó nước lâu. Ừ. Nhưng là nói chung là cái bác làm nó cỏ gấu có thứ nhưng mà cái bón đủ cho nó thì nó vẫn khỏe, nó lúc nó lên hoa thì như nào không? Ừ. Nói chung là nó vẫn tròn thân thì cây nó vẫn gọi là vươn được. Nó không giống với thằng khác là nó bị cỏ gấu lấn hẳn luôn đấy. Ừ. Ngày hôm nay nó vẫn nó vươn dài này. Chơi những cái khác mà làm một mớ như này chấm trong ngày trong đêm. Thế là việc kể ra mỗi cái đợt đầu trồng là phải mượn trồng mới còn lại là tưới rồi thì tưới tưới làm kiểu nó tưới thời gian đầu nó chăm tưới nhưng mà sang là ông ở trên đi rồi tưới mày tưới thôi tưới quá là sớm đấy, đấy thầy nóng đâu tưới xong nó lên vù luôn mà hôm nào ông tưới thứ là nó chấm nước thứ nó lên nhanh lắm. Ông bảo tưới thôi tưới nhiều là nó lên là trước đây đấy thế là thì đợt đấy nó lại càng ít tưới đi là càng nhàn hẳn. Ừ, tưới nhiều nó nước hơn. Nhiều khi nhiều người cứ tưởng tưới nhiều thì nó chậm nhưng mà tưới nhiều nó càng nó càng 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 lên nhanh. À, tưới nước xong nó bón phân phân phun phân bón lá. Vài lần thức sâu nữa. Tầm này thì thỉnh thoảng tưới với hành. Với hành. Những lá này thì chấm phun bón lá thì nó không được, nó hôi thôi. À, có vẻ là nếu mà đi vừa này nó hơi hơn, chậm hơn tí. Thường nó to, vàng nó nhỏ hơn. Dẹt này, củ này nó bóng với cả nó dẹt đấy. Ừ. Vàng nó nhỏ, nó tròn hơn. Tròn hơn. Lay ơn được cái thú nó nhanh. Nhổ. Nhổ lên thôi. Dễ bỏ.
trong Đà Lạt này có những nhà trồng kinh khủng, bạt ngàn, bạt ngàn. Thằng cô em, cùng đi với em ấy, nhà nó trồng ở Sơn Dương. Là nó trồng năm sào trong đấy là 5.000 thôi, 5.000 là nửa hát là thành mười mấy sào này đó. Gấp khoảng chỗ này khoảng 4 sào thì gấp khoảng độ đâu 5 lần chỗ này. Mênh mông ấy. Xanh lè. Trên đấy cũng rất là làm nông nghiệp kiếm, có tiếng làm nông nghiệp trên đấy. Anh hùng hoa ăn kiếm mà rau quả, dâu tây thứ gì kiếm. Nam nói chung là đầu ra ổn. Gọi là quyết chí làm một tí nữa thì được thôi.